Thì ngày hôm nay tôi cũng sẽ lặp lại một lần nữa để cho các chị em phụ nữ chưa nghe thì phải nghe. Thứ nhất là tôi phải có một căn nhà riêng, tên của tôi đứng. Thứ hai là cái xe cũng phải tên tôi đứng. Cái thứ ba là tài khoản của tôi. Nhưng mà lỡ chị em nào mà không có được ba cái thứ đó rồi thì cũng phải cố gắng có một trong ba thứ đó. Đó là lòng tự trọng. Và cái tiếp theo nữa là đừng bao giờ mang con mình ra cược với cuộc hôn nhân nào hết. Con mình là tài sản của mình.